Công cụ, nhóm công cụ thứ ba mà chúng ta giới thiệu trong buổi ngày hôm nay cũng là công cụ tạo vòng tròn, nhưng mà nó theo một quy tắc khác hẳn với lại hai cái nhóm trước đó mà chúng ta giới thiệu là Macki hoặc là Lasso. Macki thì nó sẽ có cái hình học rất là rõ ràng, hoặc là chữ nhật hoặc là ellipse, chỉ có vấn đề là mình chọn to hay nhỏ thôi. Lasso thì nó tùy biến tốt hơn, tức là chúng ta có thể uốn éo ngoằn ngoèo tùy biến theo cái hình mà chúng ta cần. Đấy. Bất kể là nó có hình như thế nào. Đó, đây, ví dụ hình này. Uốn lên, lượn ra, lượn vào, vòng đi, vòng lại thì chúng ta đều có thể là chạy tương đối chính xác xung quanh nó. Thế nhưng mà Magic Wand hay là đũa thần thì nó sẽ hoạt động theo một quy tắc hoàn toàn khác. Nó không phải là vẽ ra một hình cố định hoặc là một cái hình đã định, mà nó chọn theo các giá trị màu được chúng ta mong muốn. Đây, ví dụ quan sát cách sử dụng, chọn Magic Wand hoặc là nhấn phím W. Đây là công cụ cổ điển, còn cái công cụ Quick Selection này thì là nó tương đối mới, mãi tận là phiên bản CS2 nó mới xuất hiện. Còn trước đó thì nó chưa có công cụ này. Magic Wand thì công cụ gọi là già lão rồi, lão làng rồi. Cách thức nó chọn như sau. Các bạn đưa chuột vào một cái vùng nào đó và các bạn kích chuột, nó sẽ tự động tạo ra một vùng chọn. Và vùng chọn này thì tôi không biết trước được là nó rộng hay nó hẹp, nó to, nó nhỏ từ nào cả, tại vì nó lấy theo quy tắc là lan tỏa. Tôi có thể mô tả cái thao tác là như sau. Khi tôi kích chuột vào một pixel nào đó thì công cụ nó sẽ đo giá trị màu tại cái pixel mẫu đó. Sau đó thì từ pixel mẫu nó sẽ phát triển ra 4 phương 8 hướng, và trên đường phát triển đó nó gặp pixel nào có giá trị màu giống như là cái pixel mẫu thì nó sẽ kết nạp cái pixel đó vào trong cái vùng chọn. Thế còn cái quy tắc hay là cái tiêu chuẩn để mà kết nạp thì nó sẽ phụ thuộc vào một cái trường gọi là trường tolerance này. Tolerance này các bạn có thể gia giảm các tham số từ 1 cho tới 100. Nếu mà 1 thì sao? Nếu mà 1, tôi thử chọn một cái vùng nhé. Các bạn sẽ thấy là cái vùng chọn vừa được tạo ra rất bé, nó chỉ chứa vài pixel thôi. Và 1 là như thế nào? Hay là tolerance là như thế nào? Tolerance có nghĩa là ngưỡng khác biệt có thể chấp nhận. Ví dụ như là cái giá trị màu tại cái điểm mà tôi nhấn vào được gọi là A. Trong trường hợp tolerance tôi để bằng 1 thì tôi có thể giải thích rằng là nếu như trên đường mà tìm tòi nó tìm được những thằng nào giống hệt như thế này, và nếu như mà khác một tí thì nó chấp nhận là sáng hơn một độ hay tối hơn một độ so với lại cái màu mẫu thì nó chấp nhận, nó cho rằng là giống nó và nó sẽ kết nạp vào vùng chọn. Thế còn nếu mà tôi cho lên 10 chẳng hạn thì giá trị khác biệt được phép lớn hơn, thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là cái vùng chọn mà tôi chọn nó lớn hơn rất nhiều so với lại cái vùng ở đấy. Nếu tôi cho nó lên thành 30 hay 40 thì sao? Vùng chọn còn lớn hơn nữa. Và đương nhiên chúng ta không thể biết trước được là cái vùng này nó sẽ có hình hài như thế nào, tại vì phụ thuộc hoàn toàn vào trong quá trình đấy, nó gặp những thằng nào mà nó cho là giống thì nó sẽ rủ dê kết nạp vào hội thôi. Đấy. Và 100 thì sao? Đây, kích chuột cũng vị trí tương đối giống như thế. Thì các bạn thấy rằng là gần như là chỉ một kích chuột nó sẽ lấy được toàn bộ cái quả dưa này. Vì về mặt cơ bản nó lấy theo giá trị màu vàng tại cái điểm mà nó kích chuột, nhưng nó lại chấp nhận những màu vàng sáng hơn một ít, tối hơn một ít, xanh hơn một tí, đỏ hơn một tí, nó đều có thể chấp nhận cả, tại vì lúc này cái giá trị tolerance, giá trị khác biệt nó cho phép rất là cao. Đấy. Ví dụ 1 thì chúng ta cứ hình dung là thành lập nhóm, thành lập hội gì, 1 thì chỉ có anh chị em ruột mới được vào nhóm đấy thôi. Đấy, 10 thì lúc ấy bắt đầu khác thì tí rồi, thì lúc đấy là con chú con bác là có thể kết nạp, nhưng vẫn là họ hàng gần, đúng không? Thế xong nếu là lên độ khoảng 30 thì chi trên chi dưới không sát lắm, nhưng mà cũng vẫn là trong họ tộc với nhau thì được, được vào nhóm, được vào hội với nhau. Đấy. Thế còn lên nữa thì bắt đầu làng trên rồi xóm dưới, rồi bắt đầu là cùng huyện, rồi thì cùng tỉnh, đến mức độ nữa thì là cùng quốc gia, đó. Thì nó phụ thuộc vào giá trị tolerance càng cao thì cái độ khác biệt chấp nhận càng rộng.
Nhưng về cơ bản thì hãy nhớ rằng là nó chọn theo một cái giá trị màu gốc, tức là đã vàng thì nó sẽ không có chuyện chọn đỏ ở đây đấy, mà nó chỉ là vàng thôi, chỉ có điều là vàng sáng hay vàng tối hơn một tí, vàng ngả xanh hay vàng ngả đen một tí, nhưng về cơ bản nó vẫn là màu vàng thì mới được chọn đấy. Thế nhưng các bạn sẽ lại có một cái thắc mắc là nếu mà lấy theo giá trị màu vàng thì tại sao nó chỉ lấy ở trong phạm vi quả dưa thôi, mà nó lại không lấy ở trong cái nui này hay là quả lê này hay là cái màu vàng ở cái nền của cái nấm củ này chẳng hạn. Tại vì là về mặt nguyên tắc khi mà tôi chọn thì tôi tạo vùng chọn để tôi bao lấy một cái hình ở đó để tôi lấy nó đấy. Và nếu như mà bây giờ mà cứ lấy theo giá trị màu mà nó lấy lung tung thì không làm chủ được cái chuyện đó đấy. Ví dụ bây giờ tôi bỏ cái chế độ contiguous này đi đấy. Bây giờ tôi bấm vào đây thì các bạn sẽ thấy hầu hết những chỗ nào có sắc vàng, có giá trị vàng trong đó đều được chọn luôn. Lúc này thì nó giống như là kiểu như là ví dụ như là chúng ta đánh dấu cái contiguous này chẳng hạn, tôi chọn ở đây thì nó chỉ chọn ở trong phạm vi này. Đến lúc mà nó vấp phải một cái dải màu khác màu vàng là màu trắng bao xung quanh, nó hiểu rằng đây là đường biên rồi và nó sẽ dừng lại để nó giúp chúng ta chọn lấy cái đối tượng đó thôi. Đó, ở một góc độ nào đó thì nó giống như là kiểu như là chọn cầu thủ cho giải trong nước ấy. Thế còn ví dụ như là đến lúc mà bỏ cái contiguous này đi thì gọi là đến đoạn này là bắt đầu gì đây, cho cầu thủ nhập tịch hoặc là có gốc gác thì cũng có thể là vào đội tuyển được. Đấy. Về mặt nguyên tắc thì các bạn nên đánh dấu cái này, tại vì là nếu mà không có một cái sự chủ động hoặc là có một cái tính toán nào đó cho cái việc là xử lý diện rộng ấy thì không nên bỏ này đi. Tại vì về mặt cơ bản chúng ta vẫn đang mong muốn là gì đấy ạ, chọn lấy một đối tượng nào đó để tách nó ra để copy hoặc là để sửa sang hoặc để tô vẽ gì đó, do đó thì nên đánh dấu cái contiguous này. Tất nhiên là nếu muốn làm thêm nữa, mở rộng ra thì các bạn có thể giữ shift đúng không, thêm vào này đúng không, hoặc bớt đi này, chỗ nào mà khuyết mà chưa lấy hết thì tôi thêm vào, hoặc là ví dụ bị quá đi chẳng hạn, đây tôi lại bấm quá đi là bấm cả ra nền trắng thì nó quá đi rồi, bây giờ tôi lại nhấn an tôi trừ cái nền trắng này đi thì nó lại lùi ngược lại, nó bỏ cái phần kia đi. Như vậy là tôi có thể thêm vào và bớt đi bằng cách là giữ an để bấm thêm vào các màu khác để chọn nó. Hoặc đây các bạn quan sát thử, tôi lấy quả lê này chẳng hạn, đây bấm một cái đúng không, ví dụ như là giá trị nó thấp thôi, ví dụ 20 pixel 20 thôi chẳng hạn, tôi lấy 20, đây tôi chỉ lấy được phần này, giữ shift nhé, bấm thêm để lấy những cái màu mà có sắc vàng nhưng hơi khác một tí đây, cho tới khi nào mà chúng ta lấy hết được cái phần này đấy. Ví dụ như thế, đây là cách mà chúng ta mở rộng vùng chọn ra, thêm vùng chọn. Thế còn bây giờ chúng ta lại giới thiệu tiếp cái công cụ thứ hai trong đó. Công cụ thứ hai này là công cụ có tên là Push Selection, là công cụ mới, tương đối trẻ, nó có xuất hiện từ từ phiên bản CS2 đấy. Và nó lại mút ở trong cái đám công cụ tạo vùng chọn này. Thằng này nó cũng chọn theo giá trị màu, nhưng mà nó không chọn theo một giá trị màu duy nhất, mà nó lại chọn theo giá trị trung bình cộng. Ví dụ tôi bấm vào này, các bạn thấy là nó chọn cái vùng này thì là chỉ thuần màu trắng đúng không. Hoặc là tôi bấm vào đây thì lúc này các bạn thấy là vùng chọn được mở rộng ra là cả trắng cả vàng, đây vẫn tồn tại thằng này và vẫn tồn tại thằng này. Nếu tôi bấm dơ giảm giảm như thế này thì bắt đầu các bạn thấy là nó tính trung bình cộng xong nó nới rộng luôn, nó lấy cả vùng này. Hoặc phức tạp hơn thì đây các bạn quan sát cái cây cái khóm củ cải đỏ này thì lá thì xanh nhá, củ thì đỏ nhá, dây buộc này thì tím tím nhá. Bây giờ tôi dịch một cái thế này, tôi vẽ ở trong khu vực này thì nó tính trung bình cộng một tí tẹo, nó lấy được cho tôi toàn bộ cái màu xanh của cái lá này. Ok, bây giờ tôi lại di chuột vào trong cái phần đỏ của cái củ này,
thì tôi vừa lấy được củ này mà tôi lại vừa lấy được cả cái phần lá tím tím, tại vì nó tính đi tính lại là à chỗ này xanh cộng với chỗ kia đỏ cộng lại chia đôi thì cái sắc tím nó nằm ở giữa luôn, thì nó lập tức nó kết nạp luôn cả cái đoạn đó vào trong cái vùng chọn. Như thế là nó vẫn theo giá trị màu nhưng mà nó tính theo cái cách là gì đấy ạ, trung bình cộng chứ không phải một màu duy nhất. Đấy. Cách này thì nó giúp chúng ta chọn mọi thứ rất là nhanh. Đấy, ví dụ mà nó cũng không quá phụ thuộc vào một màu. Đây các bạn để ý, tôi bấm vào đây để tôi lấy cái quả dưa này. Di khẽ một cái, nó tính trung bình cộng, lấy luôn được cả cái quả này. Tại vì là nó tính được cái giá trị trung bình của cái sắc vàng rồi. Thì lập tức là nó sẽ lấy luôn cho tôi. Còn tất nhiên là muốn bớt đi cái gì thì đây, nhấn an. Đây, vẽ quả tí tẹo là tôi lại trừ bớt được tất cả cái vùng chọn liên quan đến quả dưa này. Và trả về cái vùng chọn liên quan đến gì đấy ạ? Chỉ cái khóm của cái đỏ này thôi. Chỗ này ra một tí, bớt một tí thì đây, nhấn an, trừ bớt, ăn sâu vào một tí. Đây. Đó. Chỗ này là vẫn còn chưa hết. Đây, giữ bình thường thì nó sẽ mở rộng ra. Tại vì cộng là mặc định, đúng không? Trừ là lúc ấy chúng ta muốn trừ thì chúng ta nhấn an. Thế thì đây là cái cách thức để mà vận hành của cái nhóm công cụ thứ 3 là hai công cụ Merge One và Quick Selection, cả hai cùng giá trị màu để chọn vùng chọn. Nhưng một cái thì thuần nhất là theo một tông màu nào đó, hoặc đỏ, xanh, hoặc vàng, hoặc tím. Thì đấy. Thế còn thằng kia thì nó sẽ chấp nhận tất cả, là chỉ cần là trung bình cộng mà đáp ứng là nó sẽ cho phép tạo thành vùng chọn.